dành một tràng pháo tay thật nồng nhiệt chào đón sự xuất hiện của chú rể Hoàng Long. Ngay lúc này là hình ảnh hết xúc động và vô cùng thiêng liêng. Chúc mừng cho niềm hạnh phúc của chú rể Hoàng Long cùng cô dâu Hà Châu. Kính thưa bà con, nội ngoại của hai gia đình, bạn bè thân hữu, hôm nay là ngày thành hôn của hai cháu. Sự hiện diện của quý vị đó là niềm vinh dự cho gia đình. Xin thay mặt cho hai gia đình nói lên lời tri ân chân thành và cảm ơn, lời chào trân trọng. For coming my wedding, everyone of you is really who being here is really important to us, to my family, in our past, our present, and our future. Thank you, mom, dad. Thank you, my husband, mom, dad, to always support us. Once again, thank you. And hope you guys enjoy tonight. Thank you. Now, xin mời quý vị sẽ cùng nâng ly thật cao. Chúc mừng cho niềm hạnh phúc của hai bên gia đình cũng như từ buổi tiệc, xin được phép bắt đầu. 1, 2, 3.